Thưa quý vị, Spike Lee và Jada Pinkett Smith tẩy chay giải Oscar. Đạo diễn nổi tiếng Spike Lee và nữ diễn viên Jada Pinkett Smith tuyên bố sẽ tẩy chay lễ trao giải Oscar vào ngày 28 tháng 2 do Viện Hàn lâm điện ảnh Hoa Kỳ (AMPAS) không đề cử nhiều gương mặt da màu xứng đáng. Theo Reuters, đạo diễn Spike Lee, người từng nhận giải Oscar danh dự, chỉ trích rằng tại sao trong 2 năm liên tiếp, toàn bộ 20 đề cử giải diễn xuất đều là người da trắng. Đó là còn chưa nói đến các hạng mục khác. Ngay sau đó, Chủ tịch AMPAS Cheryl Boone Isaac, người là một người Mỹ gốc Phi Châu, cho biết bà rất buồn bã và thất vọng với việc thiếu hụt các gương mặt da màu trong danh sách đề cử của Oscar năm nay. Bà khẳng định đã đến lúc AMPAS phải có những thay đổi lớn. Nữ diễn viên Pinkett Smith cũng bày tỏ đây là lúc chúng ta, tức người da màu, nên rút nguồn lực và đưa những nguồn lực đó vào cộng đồng của mình. Cô là vợ của nam diễn viên lừng danh Will Smith, người không được đề cử Oscar dù diễn xuất sắc trong phim Sinh đoàn diễn viên và đạo diễn của phim Straight Outta Compton và Idris Elba, người đóng trong phim Beast of No Nation, đã là trong số những người da đen bị xem là không được nghĩ tới cho giải Oscar trong năm nay.